Khi mà các bạn làm video, có thể các bạn sẽ không cần phải xuất hiện giọng nói của mình, hoặc là đối với những đoạn video mà có 2-3 nhân vật thì các bạn cũng không cần phải tốn chi phí để các bạn có thể lồng tiếng những nhân vật đó nữa, mà các bạn có thể sử dụng công cụ AI này để các bạn lồng tiếng những nhân vật. Professor, unidentified object is approaching Earth at a very close range. We need to quickly decide what to do. Oh my. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một công cụ có thể chuyển văn bản thành giọng nói, và đặc biệt hơn nữa là nó không giới hạn, các bạn có thể chuyển bao nhiêu cũng được. Và trong đây kho dữ liệu rất là đa dạng, các bạn có thể chuyển thành nhiều giọng khác nhau, từ nam đến nữ, từ nhiều quốc gia, trong đó có cả tiếng Việt luôn. Thì chúng ta sẽ sử dụng thử công cụ này ha. Công cụ hôm nay chúng ta sẽ sử dụng gọi là TTS OpenAI, là một công cụ mà mình rất là thường sử dụng để tạo những video. Một số video trên kênh YouTube của mình á, trước đây các bạn xem á, thì cũng được chuyển hóa từ văn bản từ trong công cụ này. Công cụ này hiện tại á, các bạn có thể sử dụng rất là dễ dàng bằng cách đăng nhập vào trang web ttsopenai.com và đăng nhập một tài khoản Google thôi. Ở đây các bạn sẽ thấy là Available Credit nè, thì chúng ta sẽ được sử dụng không giới hạn chuyển hóa những giọng nói từ văn bản. Các bạn có thể sử dụng bao nhiêu cũng được. Công cụ này trước đây các bạn có thể chuyển hóa được khoảng 5.000 ký tự thôi, nhưng bây giờ họ đã mở ra và chúng ta có thể sử dụng để tạo những video cho chúng ta, hoặc lồng tiếng những âm thanh cho những video mà có nhiều nhân vật, khá là tiết kiệm chi phí nha các bạn. Để sử dụng công cụ này thì cũng rất là đơn giản. Ở trong đây các bạn sẽ đưa cái phần input text vào trong đây, tức là những phần nào mà các bạn muốn nhân vật đọc thì các bạn sẽ đưa vào đây. Ví dụ như mình copy một đoạn như thế này, thì ở đây các bạn có thể chọn được nhiều giọng đọc khác nhau. Ví dụ như các bạn có thể chọn là OpenAI Voice nè, thì những giọng đọc này đã có sẵn, các bạn có thể nghe thử. Mặc dù ở đây khi chúng ta nghe thử là giọng tiếng Anh, nhưng mà các bạn vẫn có thể chuyển những văn bản này và cho những nhân vật này đọc thành tiếng Việt. Khi mà chúng ta đưa nội dung vào đây dù là tiếng Việt hay tiếng Anh thì các giọng đọc nó cũng sẽ được đọc theo cái ngôn ngữ đó tương ứng, nên các bạn cũng đừng lo về vấn đề mà khi chúng ta đưa vào chúng ta phải chọn là tiếng Việt hay là tiếng Anh giống như một số công cụ khác. Ở đây có nhiều giọng đọc và chúng ta có thể chọn thử ha. Ở dưới mỗi giọng đọc nó cũng có mô tả về giọng đọc đó như thế nào, ví dụ như giọng đọc trung tính nè, chuyên nghiệp, rõ ràng, hoặc là giọng đọc theo kiểu có năng lượng, hoặc là giọng đọc hơi lớn tuổi một tí, giọng đọc trẻ tuổi một tí, thì nó sẽ có mô tả rất là chi tiết ha. Ngoài ra các bạn cũng có thể chọn ở phần mà System Voice nè, là những giọng đọc ở trong hệ thống này, thì nó sẽ có một số giọng đọc theo ngôn ngữ nè, theo giọng của Mỹ nè, hoặc là theo giọng của Anh, hoặc là theo giọng của nhiều quốc gia khác nhau, Úc chẳng hạn. Thì các bạn có thể lọc ở trong đây theo như giới tính, theo như độ tuổi, hoặc là các bạn có thể lọc theo cái tông giọng của người đó, ví dụ như giọng của người Mỹ, hoặc là giọng của người Anh, giọng người Úc gì đấy. Và chúng ta cũng có thể chọn một số giọng của người Việt Nam luôn. Khi mà chọn xong thì các bạn có thể nghe thử một số giọng đọc ở đây. Chỉ cần bấm vào nút sample thì các bạn có thể nghe thử ha. Khi mà chúng ta nghe rồi mà chúng ta thấy cái giọng đọc đó khá là ok thì chúng ta có thể click vào giọng đọc đó. Phần mà tốc độ đọc ở đây, normal nè, thì các bạn có thể cho nhân vật đó đọc nhanh hơn hoặc là chậm hơn một tí. Ví dụ nhanh hơn thì các bạn có thể chọn 1.25, 1.5, còn chậm hơn thì 0.75, 0.5 gì đấy, thì giọng đọc nó sẽ nhanh hơn hoặc chậm hơn. Về chất lượng thì các bạn có thể chọn high quality ha. Tài khoản trả phí mới có thể chọn được chất lượng HD quality, nhưng mà mình thấy thì nó cũng không có khác biệt gì lắm, tại vì mình cũng đang sử dụng tài khoản trả phí á, thì mình cũng thấy không có khác biệt gì lắm. Sau khi chúng ta chọn hết thì bạn bấm vào Raise Speed nè,
nó sẽ tạo giọng đọc cho bạn. Khi mà tạo giọng đọc xong á, thì chúng ta sẽ vào phần history nè, phần lịch sử nè, để chúng ta xem giọng đọc đó đã được tạo xong chưa. Các bạn có thể thấy nè, ở đây nó đang tạo giọng đọc cho chúng ta nè. Sau khi mà tạo giọng đọc xong á, các bạn có thể nghe thử đây hoặc là download về. Và lưu ý á, là tất cả những giọng đọc này khi mà các bạn làm xong thì các bạn nên download về luôn. Tại vì lịch sử này nó sẽ bị xóa sau 30 ngày. Ở đây nó có thể hiện này, thì tất cả những phần mà trong lịch sử nó sẽ xóa sau 30 ngày. Nên các bạn khi mà sử dụng thì các bạn cũng nên lưu về luôn để tránh trường hợp chúng ta đã làm rồi mà bị mất ha. Ngoài ra công cụ này cũng có một cách sử dụng khá là hay. Ví dụ như ở trong một cái đoạn hội thoại giữa nhiều người đi, thì khi mà bạn xong giọng đọc nhân vật này á, bạn muốn chuyển sang giọng đọc nhân vật khác thì bạn phải cắt từng đoạn đó ra, bạn ghép lại với nhau ở trong cấp kết chẳng hạn. Nhưng mà ở đây thì nó sẽ cho bạn là tạo những giọng đọc, những nhân vật đó xen kẽ với nhau luôn bằng cách sử dụng tab Story Maker ha. Khi bạn nhấp vào đây, đưa vào đoạn của nhân vật thứ nhất, ví dụ như mình để những cái từ rất ngắn đi, ví dụ như hello thôi, thì mình sẽ chọn ở đây có thể tốc độ giọng đọc như thế nào và giọng người đọc của người đó như thế nào. Mình chọn giọng đọc này đi. Sau khi mình chọn giọng đọc này rồi á, thì mình có thể thêm một nhân vật khác vào đây bằng cách add conversation ha. Thì ở đây nó sẽ tạo ra giọng đọc của nhân vật đầu tiên trước nè, sau đó giọng đọc của nhân vật thứ hai, có thể là nice to meet you đi. Ở đây mình chọn giọng đọc của một nhân vật nữ chẳng hạn. Rồi các bạn cứ thế mà các bạn có thể tạo ra nhiều giọng đọc cho nhiều nhân vật, và các nhân vật đó có thể nói chuyện xen kẽ với nhau. Nên đây là một trong những cách mà khi chúng ta sử dụng những giọng đọc ở trong những câu chuyện hoặc là theo dạng kể chuyện có nhiều nhân vật hoặc là nhiều giọng đọc, thì các bạn có thể tạo ở trong đây, ngay trực tiếp trong đây luôn. Chúng ta không cần phải qua một bước xử lý để mà chỉnh sửa những đoạn âm thanh nữa, nó rất là mất thời gian ha. Sau khi làm xong thì các bạn chỉ cần nhấp vào Ray Story là được. Nhưng mà tính năng Ray Story nè, hiện tại chỉ sử dụng cho phiên bản trả phí thôi. Tức là khi mà bạn nhấp vào Ray Story á, thì nó sẽ đưa bạn đến một cái giao diện các mục để trả phí. Thì các bạn có thể thấy nè, ở trong đây bản miễn phí á, thì sử dụng không giới hạn, nhưng mà bản trả phí á, với 6 đô cho 200.000 Reddit á, thì các bạn có thể hiểu là một Reddit là tương ứng với một từ á, thì nó sẽ có khả năng là tạo được giọng đọc riêng của chúng ta nè, rồi tạo được giọng đọc từ trong những câu chuyện nè. Thì đương nhiên lúc nào bản trả phí nó cũng sẽ có những cái tính năng cao cấp hơn ha. Ngoài ra bản trả phí cũng có thể đọc cho bạn một tài liệu dài, ví dụ như bạn chọn vào một document nè, các bạn có thể upload những tài liệu của bạn lên ở bất kỳ một dạng nào, ví dụ doc hoặc là excel hoặc là pdf chẳng hạn, và tối đa một file có thể là 100 MB đi, các bạn chỉ cần upload vào đây và các bạn raise speed thì nó sẽ tạo ra giọng đọc dựa trên file văn bản chúng ta. Và khi mình làm xong á, thì các bạn chỉ cần vào một cái story để các bạn download về thôi ha. Các bạn có thể tạo những file để mà tạo sách nói á, từ văn bản, từ một cuốn sách ebook, chúng ta có thể tạo thành một dạng sách nói, thì các bạn có thể chọn vào đây để các bạn có thể điều chỉnh ha. Ngoài ra khi các bạn sử dụng bản trả phí á, các bạn cũng có thể tạo riêng một cái giọng riêng của chúng ta. Ví dụ như bạn có một data giọng của một nhân vật, một người hoặc là của chúng ta đi, và sau này chúng ta chỉ cần sử dụng giọng nói đó và chúng ta nhập văn bản vào, thì nó sẽ dựa vào lịch sử đó và nó train ra được giọng nói của chúng ta. Chúng ta chỉ cần sử dụng giọng nói đó thôi. Thì bạn có thể tạo được bằng cách là nhấp vào phần My Voice và Train New Voice. Thì Train New Voice này nó cũng sử dụng trong bản trả phí. Thì bây giờ mình sẽ qua bản trả phí để nó sử dụng như thế nào, các bạn sẽ xem nhé. Ok các bạn, đây là phiên bản trả phí của mình ha. Các bạn có thể thấy ở đây nè, Current Plan nè, là Premium ha. Đây là phiên bản trả phí, mình đã sử dụng phiên bản trả phí này để sử dụng được những tính năng nâng cao này. Khi mà bản trả phí á, thì ngoài cái tính năng Story Maker giống như chúng ta nói hồi nãy á, và Document, tiếp theo thì chúng ta sẽ có thể tạo được giọng nói của chúng ta. Ở đây á, bạn chỉ cần nhấp vào Train New Voice ha. Chúng ta có thể tạo thành một cái professional voice long, tức là tạo thành một cái giọng nói kiểu như của digital, kiểu kỹ thuật số, hoặc là giọng nói của chính người chúng ta luôn, và chúng ta đưa những file âm thanh chúng ta đã ghi âm sẵn đưa lên đây và chúng ta có thể tạo ra được giọng nói chúng ta. Ở đây bạn có thể đặt tên, ví dụ như mình đặt tên của mình, phần mô tả, phần giới tính, mình sẽ chọn ví dụ như sao cho nó phù hợp với những phần của chúng ta ha. Sau đó chúng ta sẽ upload những file ghi âm của chúng ta lên. Và mỗi file ghi âm á, nó cần phải là nghe rõ nè, không có những âm thanh mà làm nhiễu đoạn ghi âm đó. Và mỗi file ghi âm á, nó phải ít nhất là 10 phút ghi âm thì nó mới đủ dữ liệu để nó train cho dữ liệu chúng ta. Và khi chúng ta sử dụng bản trả phí á, thì một file ghi âm mà chúng ta muốn tạo thành voice để sau này chúng ta sử dụng á, nó sẽ tốn khoảng 30.000 Reddit cho một lần. Đây thì mình chỉ cần upload những file của chúng ta lên ở định dạng MP3 hoặc là những định dạng âm thanh khác, chúng ta upload lên và chúng ta chỉ cần generate thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta ha.
Nhưng mà đối với mình thì phiên bản miễn phí của TTS OpenAI cũng đã rất là tốt để chúng ta có thể sử dụng và xây kênh rồi. Các bạn có thể sử dụng tạo ra nhiều giọng nói khác nhau, hoặc là các bạn có thể tạo ra một người dẫn chuyện tạo ra những video dạng như thế này, đều có thể sử dụng từ trong công cụ TTS OpenAI này, rất là tiện lợi và dễ sử dụng thôi các bạn. Ok các bạn, đó là video hướng dẫn về cách sử dụng công cụ TTS OpenAI này, và nó đang miễn phí và có thể sử dụng được. Các bạn có thể thử nó ở trang web ttsopenai.com ha. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích, các bạn có thể like và subscribe video này giúp mình nhé. Nhân tiện thì mình cũng có khóa e-learning về AI để các bạn có thể sử dụng các công cụ AI thuần thục, cũng như là tư duy sử dụng các công cụ AI này kết hợp chúng với nhau và tạo ra những đoạn video như thế này cực kỳ chất lượng. Thì những video đó mình đều có chia ra thành các case study và các module cụ thể để các bạn có thể sử dụng nó rất là dễ dàng trên trang web học online của mình ha. Trong khóa e-learning này mình đã chia sẻ rất là nhiều kiến thức từ các công cụ và các phần để hỗ trợ cho chúng ta làm những đoạn văn bản, những hình ảnh và những video cực kỳ chất lượng. Quan trọng hơn hết không phải là việc sử dụng từng công cụ riêng lẻ, mà chúng ta sẽ kết hợp với nhau như thế nào. Và đặc biệt nhất trong khóa e-learning AI nè, đó là tư duy để các bạn có thể sử dụng các công cụ để các bạn có thể làm được bất kỳ một cái dạng hình ảnh hoặc là bất kỳ một dạng video nào mà chúng ta mong muốn. Chúng ta không cần phải theo một cái room hoặc là một cái style nào đó mà người khác đã làm, chúng ta nhìn và chúng ta làm lại thì đó không gọi là sáng tạo rồi. Chúng ta sẽ có thể tự tạo ra những ý tưởng và tự làm ra những video từ A tới Z, không cần sử dụng tiếng Anh luôn, các bạn vẫn có thể sử dụng được. Trong khóa e-learning này mình đều đã có hướng dẫn rất là chi tiết, thì các bạn có thể đăng ký học thử khóa e-learning này ha. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong video lần tới. Và mình là Tuấn từ website ngườicongsở.com.